Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên vì để xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, trong lúc chị H, 29 tuổi, con trai V, 10 tuổi và cháu họ B, 16 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, đến hồ Thủy Lợi BD thuộc địa bàn xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên chơi, thì cháu V không may trượt chân rơi xuống hồ. Chị H và cháu B cùng bơi ra cứu, nhưng do hồ nước sâu nên cả ba người bị đuối nước dẫn đến tử vong. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống đuối nước, nhưng ở địa bàn huyện Cát Tiên vẫn để xảy ra tình trạng đuối nước, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị người đứng đầu huyện Cát Tiên cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống đuối nước, không để xảy ra tình trạng đuối nước do sự lơ là chủ quan của địa phương. Chiều 25 tháng 6, ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ E, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum cho biết, vụ xe khách chở đội bóng đá Quảng Nam bị lật vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại quốc lộ 24 đoạn qua thôn Viêu Lắc. Theo đó, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 92B00272 do tài xế Huỳnh Nhất Tùng, 53 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, điều khiển theo hướng từ Kon Tum về Quảng Ngãi. Thời điểm trên xe có 35 người. Trong lúc tránh xe đi ngược chiều nên chiếc xe bị mất lái và lật vào ta luy đường. Vụ việc khiến một người chết, ba người bị thương. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Quảng Ngãi. Người tử vong là VMH, 21 tuổi, trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Đạt, sinh năm 2004, ngụ xã Phú Đức và Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 2001, ngụ xã Tân Phú để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Võ Nhật Trường, sinh năm 2004, ngụ xã Tiên Long, là bạn nhậu thường ngày với hai đối tượng Đạt và Phúc. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 2, Trường cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán ở xã Tân Phú. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Trường và Đạt mâu thuẫn do tranh cãi với nhau chuyện bên ngoài cuộc vui. Bực tức, Trường dọa đánh Đạt trên đường đi về. Không chịu thua, Đạt liền điện thoại báo tin cho Phúc và kêu mang dao đến để xử Trường ngay tại quán. Dù không liên can, thế nhưng Phúc lại cầm dao và mũ bảo hiểm, chạy đến cùng Đạt lao vào đánh Trường, khiến Trường bị trọng thương với kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 23%. Ngày 25 tháng 6, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bú trong tĩnh mạch chủ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kinh điển. Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 3, bệnh nhân nam, 54 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều bệnh nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan siêu vi B, đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì triệu chứng chán ăn, sụt cân kéo dài 2 tháng. Qua hình ảnh chụp các lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối bướu kích thước 7cm ở thận bên phải, có chồi bướu ở lòng tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ. Sau hội chẩn, ekip điều trị đã tư vấn cho bệnh nhân về chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thận chứa bướu kèm lấy trọn chồi bướu trong tĩnh mạch bằng phẫu thuật nội soi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc immunoglobulin tiêm tĩnh mạch do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Duy Anh nhập khẩu. Hiện các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận được nguồn thuốc và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thuốc immunoglobulin tiêm tĩnh mạch được xem là một trong những thuốc điều trị hỗ trợ hiệu quả đối với những trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nặng, giúp giảm tỷ lệ chuyển đầu nặng cũng như giảm tỷ lệ biến chứng nặng của bệnh.